Nha Trang Dolphins. Vâng, vẻ mặt của hai cựu huấn luyện viên đúng như những gì mà hai đội bóng đang có tại giải đấu này. Một đội toàn thắng và một đội đang toàn thất bại, và tiếng ném rổ đầu tiên của Xuân Tùng. Anthony Moody, một đối trọng quá lớn đối với Huỳnh Quốc Quang. Rõ ràng là các cầu thủ Nha Trang Dolphins cần phải có những tình huống hết sai tốt cho Huỳnh Quốc Quang trong những tình huống tương tự. Huỳnh Quốc Quang có rất nhiều khoảng trống cho Galbraith, không hiểu với Galbraith là đoàn Xuân Tùng. Và một lần nữa thì Xuân Tùng đã để mất bóng rồi, chắc chắn anh không thể truy cản thành công tình huống vừa rồi. Vĩnh Quang hoặc Tô Hùng nên có mặt trên sân mà thôi. Thanh Tùng, một cựu cầu thủ khác của Hà Nội Buffalo, và anh vừa ghi điểm số đầu tiên của mình. Anthony Moody, Vĩnh Quang khá vất vả, đường truyền tốt của Moody, và đó là một pha xử lý đầy ngẫu hứng mang đậm chất mai bèo. Rất kỳ lạ khi các huấn luyện viên đều đang lựa chọn để cho nội binh làm matchup với các cầu thủ ngoại. Đặng Minh Hiếu đường truyền vào trong, Đạt Đốc, điểm số đầu tiên của Đạt Đốc trong trận đấu này. Moody vẫn là Đạt Đốc theo kèm anh. Đinh Thanh Sang một tiếng pick and roll và quá dễ dàng cho Mai Bèo khi mà Huỳnh Vĩnh Quang góp mặt. Đây là Huỳnh Vĩnh Quang đường truyền cho Đạt Đốc. Đạt Đốc cú ném 3 điểm của mình. Anthony Moody, tiếp tục là Moody đường truyền đi tiến công không bắt được bóng, nhưng Moody đã cứu lại bóng và có 3 điểm đáp trả. Xem ra đây sẽ là một trận đôi công chúng ta đã lo lắng cho. Sang Đình, Sang Đình đột phá quá dễ dàng. Và lần này thì đến lượt là huấn luyện viên Thành với đánh hai cây tại thời điểm này. Đó là một tìm đây là Thanh Tùng, một pha luân chuyển bóng rất tốt của Nha Trang Dolphins khu vực bắt đỏ. Mike Bell, Anthony Moody liệu có cú ném 3 điểm công thứ ba hay không? Có rồi. Và Moody chơi thực sự càng ngày càng hay, càng ngày càng ấn tượng. Từ việc trận đấu đầu tiên anh ném 3 không quá ấn tượng thì anh ném 3 càng hay. Từ trận đấu đầu tiên anh chơi rất cá nhân thì càng ngày anh càng đánh được đội hơn. Chắc chắn sẽ là một Hà Nội Buffalo cực kỳ đáng ngại tại mùa giải năm nay nếu như Moody giữ được phong độ hiện tại. Đạt Đốc, Đạt Đốc tiến vào trong, đường truyền, điểm số rất dễ dàng, và đó là cầu thủ mang áo số 8 từ Huỳnh Vĩnh Quang. Không thành công. Mà Bèo cho rằng anh ấy đã động nhưng trọng tài không nghĩ như vậy. Garfred đường truyền tốt cho Tô Minh Huỳnh, và 2 điểm tiếp theo dành cho Nha Trang Dolphins. Khoảng trống cho các cầu thủ lao vào. Tiến Dương, 2 điểm cũng dành cho Tiến Dương, điểm số đầu tiên của cầu thủ mang áo số 7. Đây là Tô Minh Huỳnh, Tô Minh Huỳnh rất nhiều tình huống rất bóng yên nào. Thủ quá hay tới từ Tiến Dương. Đó cũng là một tình huống thi đấu hơi chủ quan của Huỳnh Vĩnh Quang. Lại thêm một lần nữa các cầu thủ Nha Trang Dolphins nếm mùi cướp bóng phản công nhanh của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Phản công nhanh. Tiến Dương bóng được trả lại cho Mai Bèo và 2 điểm không. Có vẻ như đã có một cầu thủ nào đó tác động vào khu vực rổ. Như vậy là Garbett đã đập tay vào bảng và gôn tận đình dành cho Hà Nội Buffalo. Vũ Việt Hoàng chuyển ra, Sang Đình có rất nhiều khoảng trống và không thể không ném. Và mặc dù đã nhận được hậu ý hạnh rất là thay người. Văn Thắng hơi cố, Văn Thắng nhưng không sao cả. Nhưng có Mai Bèo ở đó, Mai Bèo có thể làm mọi thứ. Sang Đình, Vũ Việt Hoàng ném 3 điểm. Ném sọt tới đường Việt Hoàng. Một ném rất dị của Việt Hoàng nhưng độ chính xác lại cực cao. Sang Đình, Việt Hoàng, Văn Thắng tay trái đã có hỗ trợ đến từ Mike Bell. Có một bàn chào sân chơi video đáng quên ở trận đấu trước. Không thành công. Bây giờ là phản công nhanh. Đã bị cướp lại, Vũ Việt Hoàng làm quá tốt trong phần này, và đây là alley-oop để cho Mike Bell. Vâng. Của Nha Trang Dolphins. Garbrett kích ra dành cho Hugo. Huỳnh Vĩnh Quang một pha đánh khá tốt của Nha Trang Dolphins, và cuối cùng thì Nha Trang Dolphins cũng đã có 3 điểm đầu tiên. Như sẽ là lựa chọn để thực hiện những tình huống về bàn tấn công. Cú ném khó có thành đạt nhưng vẫn có 3 điểm cho Đạt Đốc. Garbrett
đối đầu với Marvel, cú fake vừa rồi Gavet định câu một lỗi của Marvel nhưng Marvel cũng rất tình cuồng. Marvel rebound và đưa quả bóng tới vị trí của Tiến Dương với tốc độ ánh sáng. Một tình huống phải nói là Sang Đình đã thể hiện một độ co cực cao của mình. Nguyễn Vĩnh Quang, cú đăng của Gavet nhưng Modi. Tục là Modi, tay trái and one. Fan hâm mộ, một fan cứng của Allen Iverson cũng mang áo số 3, cũng để một mái tóc rất ấn tượng và có hàng loạt những pha xử lý cũng cực kỳ ảo diệu như thần tượng của mình, đó là Anthony Modi. Lượt cá nhân thứ hai, cả Red đột vào trong nhưng đã để mất bóng rồi. Anthony Modi, tốc độ rất cao của Modi và điểm số thứ 5 liên tiếp dành cho cầu thủ mang áo số 3. Đi ra ngoài Cao Tiến, một rookie khác của nhà trường Dolphins. Thành Đạt với cú ném 3 điểm tốt. Ngày hôm nay thì Sang Đình đã để Thành Đạt vượt qua 2 lần. Anthony Modi đối đầu với Thành Đạt, cú ném ngay và ném tốt tới từ Modi. Liệu có bao giờ biết tờ hay chăng? Anthony Modi tiến công có bóng ở low post. Điểm số đầu tiên của tiến công trong trận đấu ngày hôm nay. Tiếp tục là Sang Đình vượt qua 2 cầu thủ của Nha Trang và Anthony Modi. Một side step của Garbrett. Một tiếng nói rộ ở shot clock. Cầu thủ của đội bóng Hà Nội Buffalo thì khi bước vào gặp Marvel thì anh đành phải lùi ra, bởi vì có lẽ là anh không đủ thể lực để có thể tấn công vào vị trí của Marvel nữa rồi. Ném của Vĩnh Quang, ném tốt tới từ Vĩnh Quang. Tiến công trả ra cho Moody. Moody đột thẳng vào Marvel, ném 3 điểm. Ném tốt. Ăn miếng trả miếng. Trên sân, Nguyễn Vĩnh Quang trả ngược lại cho Garbrett. Garbrett đối đầu với hai cầu thủ của đội Buffalo nhưng vẫn có điểm trong tình huống này. Trả lại cho Moody. Đây là Marvel. Marvel đánh lừa đối thủ để đưa quả bóng ra cho Sang Đình. Nguyễn Vĩnh Quang thực hiện một cú floater. Gabriel có bóng ở khu vực dưới rổ và có and one. Hiện thái độ của cả Gabriel lẫn tiến công. Sang Đình xoay người, điểm tốt, tổ thành công, phản công nhanh. Michael 4-3. Moody hơi mồ mề, đang trượt. Đây là đội Freak One, đội được thiết kế riêng theo logo của Buffalo. Đây là Sang Đình. Tình huống 3 điểm thành công thứ 3 của Đinh Thanh Sang. Dẫn bóng tốt tới từ Mike Bell, phản công nhanh. Anthony Modi chuyền bóng cho Trần Minh Hiếu. Lần này thì thậm chí là có and one dành cho Hiếu Bắc. Có một tình huống two power play, lại là một tướng turnover của Thành Đạt. Modi rất nhanh và cũng rất chính xác ở pha lên rổ này. Modi, Mike Bell ném 3 điểm, ném tốt từ Mike Bell. Đó là một bài đánh quen thuộc của Buffalo. Chuyển cho Moody, Moody làm gì? Góc không độ, đây là Sang Đình. Cú fake, Sang Đình một lần nữa. Mình nhớ quá non. Phải đấu với chỉ danh sách chỉ 11 người mà thôi. Cú ném của Thanh Tùng, cú ném 3 điểm. Cú ném cơ. Chưa sử dụng người nào ngoài đội thứ 8 này cả. Và cùng đoạn đấu một tình bình thường rất tốt của Marvel. Marvel đã chính xác hơn ở lực. Một tình huống Thanh Đạt tự đánh vào trong. Có điểm của Thanh Đạt. Và thậm chí là anh cũng rất cô đơn trong khán đài của Thanh Đạt không có khán giả. Moody, điểm số tiếp theo dành cho Moody. Để có thể khẳng định cuối cùng trên phần đối lưu động của Nhà Trang Đông Phương có thủ tư hơn cũng đã được sử dụng. Cầu thủ Hà Nội Buffalo không thể có điểm. Tiến Dương, điểm số thứ 96 cho Hà Nội Buffalo. Điều khiển ra góc phong độ, ném ngay. Và đó là cú ném tốt. Anthony Modi
Moody đổ vào trong, dứt điểm bằng tay phải, điểm số thứ 33 dành cho anh. Trẻ thi đấu với nhau. Cuộc chiến của Loco và Vinh Phùng, Rotter. Hai điểm dành cho cầu thủ áo số 2 của Ngọc Tân. Ngọc Tân với đường truyền ra góc 45 độ, đó là Bùi Thái Hà. Và Vinh Phùng đã hơi giật mình trong tình huống đi vào rồi. Thấn Ngọc Tân, hai điểm tiếp theo dành cho Hà Nội Buffalo, và bây giờ họ đã có 100 điểm. 3 điểm ngay. Phản công nhanh và đây sẽ là điểm số thứ 102 chăng? Chính xác là như vậy rồi. Điểm số thứ 102 của Hà Nội Buffalo, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Và Bùi Thế Hà đã được chuyển từ robot cho Minh Hiếu. Khá đơn giản, xoay sở ghi 2 điểm, kỷ lục của họ. Một pha xử lý tốt của Hồ Quốc Trường. Bùi Thế Hà, Bùi Thế Hà với cú ném tầm trung. Điểm số thứ 106 và một trang sử mới được viết lên dành cho Hà Nội Buffalo. Và tuyển quốc gia Hà Nội Buffalo giành chiến thắng với cách biệt 42 điểm. Tiến Dương, Tiến Dương có một chút tinh quái trong gần đã bấm sắp kết thúc với những trận đấu phi. Không ai có em trong tháng này và thực hiện ngay một cú ném 3 điểm, đó là Hồ Quốc Trường. Bùi Thế Hà, một cú ném vào cổ chai rất dễ dàng, không có bất kỳ mã lực nào. Có thể là kết quả cuối cùng của trận đấu này, Ma Vinh Phục là những Iron của cầu thủ trẻ mang áo số 2. Và Hà Nội Buffalo giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Tôi hiểu với tình huống xử lý cuối cùng của Trần Minh Hiếu. Vâng, đó là một tình huống để tránh turnover. Không sao, 110-71.